0972 121 688. Rồi các bạn hãy giúp tôi với anh Mạnh chia sẻ video này cho vào các cái hội nhóm, những các group liên quan vấn đề về cây cảnh hay bonsai cả nước để cho các bạn cập nhật và có thể là gọi điện rồi là để anh Mạnh anh tư vấn thêm và mua những cái mẫu chậu phù hợp với những cái cây ở trong vườn nhà bạn. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Chào mọi người nhá. Ở video trước thì mình có quay cho các bạn một số mẫu chậu nhà anh Duy Mạnh thuộc thôn 4 Tích Giang. Bây giờ thì anh em sẽ vào xem thêm một số các mẫu chậu nữa. Đấy, thì cái đợt này thì mình sẽ quay cho các bạn những cái lô chậu để nó phù hợp với những cái cây nghệ thuật xanh năm điền các bạn nuôi. Và giá cả thì mình đánh giá ở đây thì giá rất là hợp lý, giá rất mềm. Đấy, thì các bạn có thể đến đây mua hoặc là các bạn gọi điện và số điện thoại của anh mình để ở phần comment, phần mô tả video để các bạn qua liên lạc với anh Duy Mạnh nhé. Ok. Đó. Năm 2. 1970 hay 76 đây? Mà cái này 176 em mới sửa lại cho khách thành 78. Năm 2 mày 37. Sâu 16. Giá là 200k. Ok, giá rất tuyệt vời các bạn. Một cái mẫu chậu rất là đẹp này. Đấy, mẫu chậu đẹp hôm nay mà. Giá rất là ok đấy. Giao lưu với các bạn. Và anh Duy Mạnh rất sởi lời nhé. Anh em đến. Ông chủ rất là sởi lời. Đấy, anh em đi qua tiếp đi. Cơ sở rộng rãi này, anh còn sau này anh thay cái ngôi nhà này, này. Dỡ ngôi nhà ra làm này. Đây các bạn, đồng giá 100 mét này, đồng giá 100 mét, 100 người. Anh em xem cái mẫu này đẹp chưa, mẫu đang thịnh hành hiện nay các bạn, trồng cây bonsai mini nghệ thuật đấy. Nhà này 100 mét, có nhiều mẫu vẫn lắm đây, em vừa bán hết nên là còn có mấy nhân lời. Hầu như là không đáp ứng kịp. Không kịp đúng không? Làm không kịp. Đây các bạn xem mẫu này. Ví dụ như em đo thử chỗ này. Nó là 35. 50. Sâu 11. 100.000. Cái này thì nhỏ hơn cũng thể đồng giá 35 này. 327. Cái này chỉ sâu 13. 100, cái này 100 gọi là anh em lên đến đây nó mất công. Cái này là 33, 32 này. 47, 16 này. Sâu 14 cũng 100 đấy. Đấy, biết rồi chưa. Kể cả những cái lục dạng như này, như này 40 này. Sâu 325, 100. Hàng đấy gọi là hàng đồng giá. Ví dụ như cái lục dạng này là 56 thống. Sâu 53. Cái này em bán mộc là 160.000. Sơn là 200. Còn mẫu này, mẫu vuông. Vuông này, vuông này thì nó mẫu đang xấu, em đang muốn sửa bỏ lại. 30 em đang làm khuôn khác để cho nó ra mẫu đẹp rồi. Nó khuôn nó hỏng 42. Sâu 12 cũng 100 ấy. Rồi, ok. Và nếu em sửa lại cho nó mẫu nó đẹp vuông hơn. Khuôn đấy dùng hơi lâu rồi. Còn nhiều mẫu lắm. Các bạn đón chờ những video sau nhé, tôi sẽ khi mà anh cập nhật nhé. Lô mới. Đấy. Đá cũng hợp lý. Cập nhật mẫu mới thì mình sẽ quay cho các bạn thêm. Khách liên tục ra vào này. Các cái mẫu. Cái lục dạ 60 này.
Fubi 60. Sâu nó là 36, 90.000. Ok. Giá 90.000. Giá rất là thợp thò. Vâng. Ví dụ như cái thống vuông này chẳng hạn, 60 này. Sâu lọt lòng là 52 cho 50 này. Cái này là 150.000 chưa sơn. Sơn vào là 200. Cái này nó chưa được mềm mại đâu. Cái này thì nó là hàng silicone, hàng dự án composite, nó rẻ tiền mà anh. Nhưng sơn lên đẹp lắm ấy. Cái này là nó vừa mới ra nên nó thế. Ví dụ như cái này thì sơn đi là 140.000. Yeah. Sơn đi cộng 50.000. Rồi cái này là 70 Fubi này. Cũng thống vuông. Nó sâu 50, 52 thì tính 50. Đập lòng này, chiều cao này, đập 67. Này 200. Sơn vào là 250.000 này. Đã rất tuyệt. Này, bán nhầm. Giá rất mềm, anh em tiêu dùng hoặc là làm mua về để làm kinh doanh cũng rất là giá rất là hợp lý. Đây hôm qua vừa xuất hiện lục giác 70 rồi, còn lục giác 70 đồng giá 100 ấy. À chà. Cái cỡ 70, cứ lục giác 70. Đấy, 70 thì là 100 là không giảm được. À. Trừ là mua nhiều hỗ trợ gì. Cái cỡ 70 thì hết hàng. Không làm được, đặt đặt à, cái chậu lên rẻ tiền đấy anh. Dạ. Đây nó cách 90m3 này. Có đài đấy gì không? Có hết, một đài đấy hết. Dụ chống mộc như này có 350.000. Cái này chỉ có là rẻ tiền để hàng có một ít hàng sâu. Ít tiền mua à, mua nhiều thì 300.000. Một chân đấy. Mua về để nuôi cây được. Vâng, mua nuôi đi. Nuôi mà. Tôi cứ thực ra cái này thì sơn lên thì vẫn đẹp anh. Mình không sơn thì nó xấu, như cái hàng kia thì không cần sơn, như cái này thì phải sơn đẹp. Cái hàng còn cái zip thường thì phải sơn thì nó mới đẹp. Đấy là một số lục giác. Đây là 65 cái lược ở đồng đá 100 ấy. Và cái hàng ấy thì nó hết hôm qua rồi, người ta lấy hơn 100 cái. Rồi, ok. Có lẽ là chỉ như vậy thôi nhỉ? Vâng, vâng. Một số mẫu là... Lần cuối thì anh có lời khuyên hoặc là chia sẻ thêm gì cho khán giả để chúng ta sẽ dừng lại. Cảm ơn anh em đã quan tâm đến em một thời gian rồi, ủng hộ chậu em. Càng ngày là sẽ ra nhiều mẫu mẫu đẹp để phục vụ anh em, mà giá cả để anh em không phải nghĩ. Em dám khẳng định là chỗ nào rẻ thì kiểu gì của em mua của em sẽ được rẻ hơn. Đấy là em sẽ khẳng định là như thế. Thầy giáo Mạnh, thời gian công tác bên... trường học thì thời gian nào anh em đến mua chậu có thể gặp anh tiện? Mua chậu thì buổi chiều là em ở nhà, còn buổi sáng thì cũng có thể mua, anh em ở thợ ở nhà sẽ bán hàng, không là cứ đến nhà lúc nào cũng được, 24/24. Nếu mà anh em đặt hàng thì lấy số lượng, mà xa đi lên thì phải gọi điện báo trước, nhớ hết hàng thì nó mất công. Thế thì anh có thể cho số điện thoại được không? Anh đọc số điện thoại em là 0972 121 688. Rồi, các bạn hãy giúp tôi với anh Mạnh chia sẻ video này cho vào các cái hội nhóm, những các group liên quan vấn đề về cây cảnh hay bonsai cả nước, để cho các bạn cập nhật và có thể là gọi điện rồi là để anh Mạnh anh tư vấn thêm và mua những cái mẫu chậu phù hợp với những cái cây ở trong vườn nhà bạn. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào. Xin chào.